Ba thấy ba bình thường mà, ba đâu có gì là lạ đâu. Chỉ tại ông quá ngu, ông không nhận ra vấn đề thôi. Làm gì có cái định nghĩa bạn bè nào trong thương trường hết con. Căn nhà thì không có cái mệnh. Đi về cho tao. Tại sao vợ tao chết mà không phải là vợ ổng? Rồi tao sẽ lấy lại. Tao sẽ lấy lại tất cả những thứ. Lẽ ra nó phải thuộc về tao. Nói thiệt nhiều nha. Quốc có quốc pháp, gia có gia heo, gia quy. Ai cũng đi trễ như vậy, còn ra thì thống cống rảnh gì nữa. Thì công nhận là tụi nó con nhà giàu. Có chuyện gì thì ông bà già tụi nó lo. Oh my god, cha đẹp. Quay, chặn hết đường lại cho tao. Hôm nay một con muỗi cũng không được bước chân ra khỏi đây. Có chuyện rồi coi. Trời ơi, mấy đứa này làm tôi đau đầu ghê á. Một F là lớp của tôi chủ nhiệm. 12A là lớp con của cha. 12A. Ủa? Học sinh của tôi. Thương anh ơi, đừng hỏi mà. Đứa nào? Tao nhận từ nãy đến giờ đủ lắm rồi nha. Cái gì? Con đứa, con của chú Long hả? Chứ sao nữa? Ủa sao nghe nói nhà mày giàu lắm mà? Sao mày ngồi đây ăn bánh mì vậy? Bộ không có tiền hả? Nãy qua chưa đủ hả? Tới đây muốn quen nữa hay gì? À! Phương Anh, cho cơ hội nha. Trước anh nhút nhát quá, không dám tỏ tình với em. Anh để cho thằng Minh đó tỏ tình với em chứ. Anh sai đúng không? Mà anh yêu em. Anh biết là em thích anh rồi đúng không? Mình xung quanh này có rất nhiều cô gái, tại sao phải là người tao thương?